Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn lại đến với trại cá đồng Hoàng Lam. Thì hôm nay có em sẽ cập nhật một số cái mẫu mới rất là đẹp để cho cái đón Tết năm 2023. Và năm 2023 thì nó sẽ có một cái khuyến mãi rất là lớn trong dịp xuân tới và đầu năm mới cả nhà ha. Thì hôm nay em sẽ review cho tất cả anh chị và các bạn một số cái mẫu hồ. Thì trước mắt thì chúng ta sẽ đến với cái mẫu hồ ốp gỗ trước cả nhà ha. Đây là một cái mẫu ốp gỗ màu trắng, thì nó thông thường nó sẽ có hai cái màu hay sử dụng, đó là cái màu gỗ nguyên thủy và màu gỗ trắng. Thì thông thường thì cả hai màu này là khách hàng rất là ưa thích sử dụng cả nhà ha. Thì đối với một cái bộ hồ như thế này, ví dụ như là hồ này là 1m40-50 thì nó sẽ cái hồ kính 10 ly thì nó em sẽ báo giá cho tất cả anh chị và các bạn là ví dụ như nó tầm 14.500. Cái phần gỗ này thì nó sẽ thêm tầm khoảng 6.800.000 cho đến 8.000.000 nữa, thì tùy loại một chút xíu ha. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái loại mà gỗ gỗ đỏ thì nó sẽ tầm cỡ cái phần gỗ không thì nó sẽ tầm khoảng có 10.000.000 cả nhà ha. Rồi ok. Còn đặc biệt nữa là cái nếu mà anh chị và các bạn chúng ta lấy thêm full phụ kiện cho đối với cái hồ 1,5 m này thì em sẽ báo giá cho riêng cái bộ này cả nhà ha, thì sẽ phụ kiện lọc và máy bơm thì đầy đủ, thì nó rơi vào tầm khoảng 4.500.000 nữa cả nhà ha. Thì như vậy một cái bộ hồ combo đầy đủ như thế này thì chúng ta cộng vào thì nó rơi vào đâu đó tầm khoảng cỡ là 20-26 triệu gì đó, là chúng ta sẽ có một cái bộ hồ hoàn chỉnh về mà chạy nước và thả cá luôn cả nhà ha. Đó thì nó sẽ sơ bộ như vậy. Còn anh chị và các bạn mà chúng ta thích những cái kích thước như thế nào thì đa số là em sẽ làm theo cái kích thước cụ thể ở từng vị trí, tại vì mỗi khi mà khách hàng mà chúng ta mua hồ á thì sẽ quay lại cho em cái vị trí mà anh chị và các bạn chúng ta muốn thiết kế cái hồ, sau đó thì em mới xem các số và em tư vấn thiết kế cho theo cái số nhà cả nhà ha. Rồi ok. Tiếp theo đây là một số cái mẫu hồ mà chúng ta để chân trần trong năm mới, trong năm 2023 thì đa số em sẽ làm cái mẫu hồ nó sẽ như thế này cả nhà ha. Thì đối với những cái mẫu hồ mà chân trần em làm cái phần sắt nó sẽ vuông to ra như thế này thì nó sẽ rất là đẹp. Rồi về cái phần đặc biệt nữa là hôm nay là có một cái dàn hộp lọc cho tất cả anh chị và các bạn năm 2023. Thì ở đây cái dàn ống nó sẽ rất là đẹp, rất là mới. Đó, em đưa cái đèn xuống cho cả nhà xem ha. Thì đối với những cái màu ở phía dưới như thế này thì tất cả anh chị và bạn chúng ta thông thường sẽ có là màu đỏ và màu xanh da trời cả nhà ha. Rất là nổi. Nó đã để chân trần như thế này thì nhìn nó rất là bắt mắt. Rồi năm 2023 thì chúng ta sẽ vẫn là cái khay tách phân, thì bữa nay đã dày hơn rất là nhiều rồi cả nhà ha. Đây là cái khay tách phân. Khay tách phân hôm nay là nó còn xịn sò hơn năm 2022 nữa cả nhà nha. Thì đang update lên thì nó sẽ rất là nhiều cái ốc inox 304 xài Thiên Thu. Đó, vít rất là nhiều, nâng cấp lên rồi. Và đặc biệt là cái thành của cái phần tách phân này em đã làm cao lên tầm khoảng cỡ là 3 cm rồi cả nhà ha. Nhìn nó rất là cao. Thì như thế này thì khi mà chúng ta làm biến, chúng ta để lâu ngày còn lâu hơn cái khay cũ rất là nhiều. Rồi ok. Rồi. Thì đối với cái hồ 1m2. Cái này là 1m2 60-68 cả nhà ha. Thì như ví dụ như cái bộ này mà đầy đủ phụ kiện lọc và máy bơm thì nó rơi vào tầm đâu đó tầm 14-15 triệu cả nhà nha. Kính này là kính 10 ly cả nhà nha. Đó. Rồi. Đây là em sẽ sơi qua cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta cùng thêm. Đây là một bộ 133 6868. Đó, thì những cái hồ năm em update mới thì tất cả anh chị và bạn chúng ta có thể là để chân trần thì cái hồ nhìn cũng rất là đẹp. Tuyệt vời luôn. Còn cái phần
cái phần vách lọc á, thì tất cả anh chị các bạn chúng ta sẽ set up tùy. Ở đây là những cái hồ này là view, thì chúng ta sẽ nhìn được hai mặt hai bên và một mặt trước. Đó, đây là một trong những cái mẫu hồ rất là được ưa thích cả nhà nha, tại vì nó áp dụng được cho rất là nhiều những vị trí và chúng ta sẽ nhìn rất là thoải mái, rất là thoáng. Rồi, ok, thì về cái phần cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta xem qua cái mẫu hồ và báo giá sơ qua cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta sơ bộ như vậy thôi ha. Và cái đặc biệt cái mà em muốn thông báo cho tất cả anh chị và các bạn là trong tháng 1 và tháng 2 dương lịch năm 2023 thì tất cả anh chị và các bạn chúng ta mua hồ công nghệ đầy đủ combo cả nhà ha. Ví dụ như là hồ và full phụ kiện lọc và máy bơm thì tất cả anh chị và các bạn chúng ta sẽ được giảm 15%. Đây là một trong những cái khuyến mãi rất là lớn em phục vụ cho tất cả anh chị và các bạn, để chúc tất cả anh chị và các bạn đón một năm mới thật là bình an và hạnh phúc. Thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.